cái máy in phun các chồng ví dụ như là 1390 thì nghẹt đầu phun, thì đầu tiên mình sẽ vô chương trình rồi thì vài printer cái máy in này đồng phải rồi tìm về print. Rồi trong này nó có cái bảng hướng dẫn rồi đúng không, điều khiển maintenance. Coi nó ra cái đều hay không. Cái này là những cái đều và là mặt đều đúng không? Còn cái đây là bị nghẹt. Rồi các bạn nhìn ra cái đăng test của mình. Cái đăng test của mình như vậy là đều đúng không? Đúng. Ok, còn nếu như đường hầm mà không đều thì sẽ chọn nhập cái link đây. Cho nên nó sẽ nó nhấn star để cho link. Đây là nó đang vệ sinh đầu phun của Italian, vệ sinh đầu phun. Italian ở đây chắc mất cái khoảng 15 giây. Đây là clear xong rồi. Đó, sẽ nói về này, thì mình sẽ in check. Ok. Chọn cái đó, nó in check lại. Rồi mình sẽ chạy lại cho cái giao diện ban đầu. Giao diện ban đầu rồi nó sẽ hiện cái bảng test ra. Thì mình sẽ nếu như mà tiếp tục so sánh nó có liên tục hay không, nó có đứt nét hay không. Nếu như đứt nét tiếp thì mình clear, nhưng mà clear bằng phần mềm thì chỉ nên tối đa khoảng 3 lần. Như 3 lần thôi, còn nếu như vẫn không được nữa là bắt buộc phải can thiệp là ngâm quá chất, không được phun, đúng không? Ok. Còn các chức năng trong này thì chỉ có nút đồ chết đấy thôi, vâng. Chết mà nếu như nó mờ thì mới hết clear. In xong. Ok. Rồi sau khi clear, clear xong mà nó sẽ ra nó in lại. Nếu như ok thì thôi, còn nếu không thì clear tiếp. Nhưng mà clear không nên quá 3 lần. 3 lần mà không được thì chắc chắn là phải ngâm đầu phun hóa chất rồi đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tin học và viễn thông Huy Hoàng, chuyên mua bán và sửa chữa laptop, máy vi tính, máy in, mực in, máy văn phòng, thiết kế thi công hệ thống mạng, camera. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn làm hài lòng quý khách với sự nhiệt tình, giải quyết nhanh chóng và hiệu quả yêu cầu của quý khách với chi phí hợp lý. Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề gì về máy văn phòng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo hotline 0908 282857 để được tư vấn và phục vụ tận nơi. Thông tin liên hệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tin học và viễn thông Huy Hoàng, địa chỉ số 264 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0839915647, fax 0839915648, hotline 0908282857, website www.huyhoang.vn.